Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vụ Vạn Thịnh Phát với triết lý mua được bằng rất nhiều tiền. Trương Mỹ Lan có đánh gục được Tô Lâm hay không? Chưa bao giờ câu triết lý cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền của chùm xã hội đen Nam Cam lại được các quan chức nhà nước Việt Nam và các doanh nghiệp đại gia các tỷ phú áp dụng một cách lão luyện như thời điểm hiện nay. Vụ án Vạn Thịnh Phát mà bà Trương Mỹ Lan trong vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã chiếm đoạt lên tới 304.000 tỷ đồng là một ví dụ điển hình. Cụ thể, bà Trương Mỹ Lan sẵn sàng chơi đẹp, hối lộ cho một lãnh đạo cấp cao là bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số tiền cực lớn, lên tới 5,2 triệu đô la. Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, vụ Vạn Thịnh Phát có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ. Công luận thấy rằng đây là một thảm họa của công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát của bộ máy nhà nước ở Việt Nam. Vụ này cho thấy những lỗ hổng vô cùng lớn, đồng thời bộc lộ ra những yếu kém trầm trọng của bộ máy nhà nước. Một con voi to đùng đã trôi lọt qua một lỗ kim nhỏ xíu của cả hệ thống quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng và phát hành trái phiếu. Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa ở Đồng Tháp đã đưa ra một tuyên bố được ví như một trái bom tấn khi ông Hòa nói rằng vụ đại án Vạn Thịnh Phát mới chỉ là phần nổi của đại nạn chưa bị lộ. Tờ báo Dân Việt vào ngày 21 tháng 11 đưa tin dưới tiêu đề Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, vụ Vạn Thịnh Phát có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ. Theo đó, tiếp tục chương trình của kỳ họp thứ 6 sáng 21 tháng 11, Quốc hội thảo luận tại nghị trường. Phát biểu thảo luận liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, đại biểu Phạm Văn Hòa đoàn Đồng Tháp cho biết bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã làm khống cả ngàn hồ sơ để vay và chiếm dụng trên 1 triệu tỷ đồng của ngân hàng SCB, trong đó có trên 500.000 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng. Thậm chí trưởng đoàn thanh tra của ngân hàng nhà nước nhận hối lộ tiền mặt lên tới 5,2 triệu đô la. Đây là vụ nhận hối lộ bằng tiền mặt nhiều nhất từ trước đến nay và vụ án này là số lượng tiền bị chiếm dụng có khả năng bị thất thoát cũng nhiều nhất. Vẫn theo ông Hòa khẳng định, vụ này có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ, còn những tảng băng khác chưa bị vỡ. Điều đó có nghĩa là còn rất nhiều các đại án tương tự chưa bị lộ. Việc để tồn tại các tập đoàn kinh doanh bất động sản, có sở hữu chéo, có ngân hàng riêng, khiến họ dễ dàng lũng đoạn. Nghĩa là họ vừa là chủ ngân hàng, vừa là doanh nghiệp đi vay ngân hàng để buôn đất, để đầu tư bất động sản. Điều này cho phép các doanh nghiệp cỡ lớn dễ dàng gian lận theo kiểu tự xin vay bằng tay trái và tự cho vay bằng tay phải. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Qua phát biểu của đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, dư luận đánh giá rằng cái tảng băng chìm, tức là các hoạt động liên quan đến việc cấp tín dụng trong các hệ thống ngân hàng tại Việt Nam, lâu nay vẫn đầy rẫy vi phạm, nhưng suốt hàng chục năm qua vẫn không bị lộ. Lý do là luôn có tiền lót tay khá dày cho các quan chức chịu trách nhiệm thanh tra, giám sát hoạt động của các ngân hàng. Mà một khi đã nhận hối lộ thì họ sẽ ngậm miệng ăn tiền. Trao đổi với phóng viên của tờ báo Thời báo.de về tình trạng kể trên, một lãnh đạo trong hệ thống ngân hàng Việt Nam đã nghỉ hưu tiết lộ với yêu cầu giấu danh tính vì vấn đề an ninh, cho rằng liên quan những hệ lụy xấu trong hoạt động của ngân hàng ở Việt Nam. Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO cách đây 15 năm đã từng cảnh báo rằng Việt Nam có quá nhiều ngân hàng, đa số là các ngân hàng nhỏ, hoạt động thiếu minh bạch, đặc biệt về tình trạng sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB của bà Trương Mỹ Lan ra đời trong bối cảnh đó. Vạn Thịnh Phát đã thâu tóm 3 ngân hàng nhỏ vào năm 2011 với người nắm giữ cổ phần lớn nhất trên 90% chính là bà chủ Trương Mỹ Lan. Ngay từ đầu trong hoạt động của ngân hàng SCB, theo kết luận điều tra của Bộ Công an, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hầu như không sử dụng phương thức thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng mà toàn sử dụng tiền mặt. Đến mức tiền mặt được chở bằng ô tô trong các giao dịch là điều hết sức bất thường. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm. Hơn nữa, việc mua bán tài sản, cổ phần của Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan không cần có giấy tờ làm bằng. Với kích thước kinh doanh như vậy, giới chuyên gia cho rằng đúng theo bài của các băng đảng mafia để phục vụ cho việc rửa tiền, không có giấy tờ bằng chứng gì cả, chỉ bằng niềm tin và sự ràng buộc bằng luật của thế giới ngầm. Vậy tại sao Bộ máy An ninh Kinh tế và hệ thống tình báo của Việt Nam suốt 12 năm không hề phát hiện ra để mà xử lý sớm? Hay là triết lý cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền của chùm xã hội đen Nam Cam đã xâm nhập tới cả những lĩnh vực này, kể cả Bộ Công an cũng như Bộ trưởng Tô Lâm? Tờ Thời báo.de sẽ có câu trả lời từ quý vị trong các phần bình luận tiếp theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin vụ Vạn Thịnh Phát với triết lý mua được bằng rất nhiều tiền. Trương Mỹ Lan có đánh gục được Tô Lâm hay không? Vì sao đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhương có thể bị chuyển tội danh thành xâm phạm an ninh quốc gia? Bộ Công an giao cho Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ khẩn cấp với ông Lưu Bình Nhương, Phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội, tối ngày 14 tháng 11 tại sân bay Nội Bài với tội danh cưỡng đoạt tài sản. Phản ứng của dư luận có chung nhận xét rằng vụ bắt bớ ông Lưu Bình Nhương là một âm mưu chính trị, triệt hạ nhau giữa các phe phái trong nội bộ của Đảng. Và vụ việc bắt ông Lưu Bình Nhương liên quan đến cuộc đua nhân sự chủ chốt cho Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Chính vì vậy hiện nay tại Việt Nam chính trường sôi động, các quan chức cấp cao triệt hạ lẫn nhau. Công an tỉnh Thái Bình thực hiện lệnh bắt giữ ông Lưu Bình Nhương vào tối ngày 14 tháng 11 tại sân bay Nội Bài. Cũng rất nhiều ý kiến thấy rằng việc bắt giữ và khởi tố đối với ông Lưu Bình Nhương giữa các cơ quan tư pháp phải kể đến vai trò của Bộ trưởng Tô Lâm và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, vì các nhóm lợi ích của các thế lực chính trị này đã bị đụng chạm, chịu nhiều tổn hại đến lợi ích nhóm do các phát biểu chỉ trích có chủ ý của đại biểu Lưu Bình Nhương diễn ra tại các cuộc họp của Quốc hội. Ông Lưu Bình Nhương là một đại biểu Quốc hội vì dân, một người của công chúng, được đánh giá là người biết và thường xuyên sử dụng mạng xã hội để lên tiếng về các vấn đề của xã hội, đặc biệt là vấn đề đối với dân oan khắp nơi trên cả nước. Mà hiện nay đang nổi bật là những vụ án oan và mất đất. Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội có những chia sẻ cho rằng cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhương có thể bị truy tố tội danh xâm phạm an ninh quốc gia liên quan tới tội lật đổ chính quyền. Đáng chú ý, trong bài bình luận vụ ông Lưu Bình Nhương bị bắt và sự khôn ngoan của chế độ của Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ, chuyên nguyên trưởng khoa chính sách công Học viện Chính sách và Phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một người trong giới thạo tin đang sống ở Việt Nam, đã tiết lộ những tình tiết rất quan trọng như sau. Liên quan đến vụ ông Lưu Bình Nhương, việc bắt khẩn cấp không chỉ gây bất ngờ cho ông Nhương mà cả những đối tượng có liên quan, mà cả những người trong cuộc trong trò chơi quyền lực cung đình mới ngầm hiểu ẩn ý. Trong bối cảnh chế độ bất ổn, Đảng đã mở một không gian lớn cho sự khôn ngoan. Đối với trường hợp bắt giam ông Nhương, đây có thể được coi là hành động kịp thời được giải nghĩa, luôn là đạt được sự ưu tiên cho mục đích duy trì chế độ thay vì những tác động hay hậu quả tiêu cực của nó. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, hai nhân vật đang gây tranh cãi trong cả nước. Nhận xét của tiến sĩ Phạm Quý Thọ đưa ra trong bối cảnh giới chuyên gia thống nhất cho rằng việc bắt ông Lưu Bình Nhương trong kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 giữa lúc đang có những tranh luận căng thẳng giữa Quốc hội và các giới chức chính phủ, trong đó bất cập thể chế là vấn đề nóng, thu hút nhiều ý kiến phát biểu nhất của các đại biểu Quốc hội. Sự căng thẳng giữa cơ quan lập pháp Quốc hội đối với cơ quan hành pháp là chính phủ là mối lo vượt tầm kiểm soát toàn diện của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam về sự lan rộng những biểu hiện được cho là tự diễn biến, tự chuyển hóa từ Quốc hội, hoặc thậm chí có thể dẫn đến xu hướng lấn át sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng. Điều đó cho thấy việc bắt giữ khẩn cấp đại biểu Quốc hội, nguyên Phó ban dân nguyện của Quốc hội đã thể hiện một thông điệp của Đảng Cộng sản Việt Nam cảnh báo những ông nghị, bà nghị của Quốc hội khóa 15 hãy coi chừng, chớ vượt qua làn danh đỏ. Từ những phân tích kể trên đã cho thấy khả năng cao là các cơ quan tư pháp Việt Nam sẽ chuyển đổi tội danh truy tố ông Lưu Bình Nhương liên quan đến điều khoản xâm phạm an ninh quốc gia của Bộ luật Hình sự vào năm 2015. Ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là một trong những người được cho rằng đang chạy đua tới ghế Tổng Bí thư tại nhiệm kỳ 14. Đồng thời, điều đó cho phép nhất tiễn hạ song điều của các cơ quan tư pháp để cảnh báo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng như Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng rằng Hãy cẩn thận sẽ không có sự miễn trừ kể cả tứ trụ. Rất may cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng như Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vì sự nhìn xa trông rộng của Bộ Chính trị đã ban hành quy định số 132 về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong đối với các cơ quan tư pháp. Nghĩa là các cơ quan tư pháp bao gồm công an, viện kiểm sát và tòa án các cấp phải coi chừng việc vi phạm các hoạt động tư pháp, vì các hoạt động này sẽ được kiểm soát và xử lý chặt chẽ hơn. Chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì sắp diễn ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng có thể bị chuyển đổi tội danh xâm phạm an ninh quốc gia. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de